Thưa quý vị, để giải quyết phần nào lo lắng cho phụ huynh khi con mình chuẩn bị vào lớp 1, làm sao để trẻ học tốt kỹ năng đọc và viết, nhiều trường mẫu giáo trên địa bàn thành phố Tân An hiện nay đã áp dụng hiệu quả phương pháp dạy học của cô Phạm Thị Diệp, giáo viên nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, có nhiều sáng kiến và kinh nghiệm trong công tác dạy và học bậc mầm non. Thường xuyên cho trẻ nghe nói, tập cho trẻ nhận biết các chữ cái, tập ghép chữ qua mô hình đầy màu sắc hay đất nặng, sáng tạo trò chơi vận động, lồng ghép tìm kiếm chữ cái được học. Phương pháp dạy học mới của cô Diệp, giáo viên trường mẫu giáo Nhân Thành Trung, thành phố Tân An, đã tạo ra nhiều hứng thú cho các trẻ trong giờ học. Nhiều năm đi dạy thì thấy là dạy kiến thức suông thì trẻ nó không có biết, nó tiếp thu khó. Ví dụ nó không nhớ lâu được nữa. Nên tôi suy nghĩ ra là tôi thấy là phải dùng cách gì đó mà để nó khắc sâu, nó nhớ. Nên tôi tìm ra biện pháp là dùng các trò chơi, dạy mỗi lúc mỗi nơi nè, rồi kết hợp phụ huynh, hướng dẫn trẻ ở nhà giống như cách mà cô dạy nó ở trong trường á, thì nó sẽ nhớ lâu hơn, nó hứng thú hơn. Dạy học sáng tạo nhằm hình thành kỹ năng tiền đọc viết cho trẻ mẫu giáo của cô Diệp đã mang lại hiệu quả tốt, được ngành chuyên môn đánh giá cao và chọn để triển khai áp dụng tại nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố Tân An cũng như một số trường huyện trong tỉnh. Để hình thành kỹ năng tiền đọc viết thì gồm có 4 kỹ năng lực: nghe nè, nói nè, đọc nè, viết nè. Mình muốn nó phát triển mình phải rèn luyện từng kỹ năng cho nó. Qua thời gian áp dụng năm trước á, tôi thấy hiệu quả. Năm nay tôi có nâng cao thêm một số biện pháp, tại vì có một số trẻ nó đặc biệt, như là những mắt của nó có hạn chế về tầm nhìn á. Ví dụ mình dạy những chữ như bé bình thường thì nó không có biết được, nó nhìn khó á. Nên tôi làm photo cho nó to ra nét, rồi có những trẻ thì nó hơi ngọng hoặc nó đớp, mình phải tập riêng cho nó, mình dạy nó ngày này qua ngày kia thì nó mới phát âm chuẩn, phát âm đúng. Không chỉ nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện các kỹ năng đọc viết, phương pháp hình thành kỹ năng tiền đọc viết hiệu quả sẽ tạo môi trường cho sự phát triển ngôn ngữ và giao tiếp cho trẻ mẫu giáo.